Sức đây này tặng ở khán nhé, chúc khán nhé mà đón tiết nơi khán ông video thơm mấy xâm rạp mục vụ chi ở phía xa ổng lễ nơi khán ông thân ạ tìm rộng bay đầy dân nâng riêng ổng bí mê riêng tìm bay history hay thân ngay dân nâng riêng tạ tông chung mùi nâng writing a biography. Ok, cho nên không mê riêng đi phong đáy bốn bốn tặng ổng khán nâng ai đơn ổng bí mới xâm khăn nam mà nhẹ đàn nơi khôn ông bộ vọt xa. Ok, hai bộ nâng ai bàn score rồi có đơn ổng bí chùm hiên này càng sơ xê tạ tôn chùm mùi nâng càng sơ xê chi việc bộ vọt rồi bỏ nô mà nhẹ. Ok, learn some new words in writing about biography of Leonardo da Vinci. Chẳng nếu bị đập ôn riêng trong ca sở xe writing ní cứ bộ nâng ai riêng bàn biệt thamay phong đài. Ok, chẳng muốn nâng dưỡng châu mê riêng thamay ở nhạc rô xông rung lọc mê riêng chà cả bí xa bạc đàm môn tầng ổn khả nìa. What did we learn last session? Ok, so we learned about reading two great European disasters and it was about vocabulary. Chúng dân riêng ông bị biệt đã dạy tạ tôn cho mùi nâng Great European Disaster. Kể chân biệt tìm mùi cứ biệt erupt. Erupt bộ bài thay cứ explode. Two, catastrophic. Of a great disaster. Three, ash. The grey powder that remains after something has burned. Chân tìm mùi erupt bài này thay cứ tù láng. Catastrophic cứ đã ở cha đã mơ tới việc sinh thực sinh thoảm khá lắng ash cứ phê nè. Number 4 disappear can be seen or found mà bị bắt bóng tới hai rồi lì bắt rồi có bắt mục vì bị phục côn này chẳng tới. Ok, number 5 destroy damage. Ok, destroy cứ bỏ prai thang bóng plan rồi có khối khát này chẳng tới damage nên cứ bỏ prang chẳng lưu khả nè. Seismology, the study of earthquakes, chẳng chỉ cả sạc xa tệ tôn cho mùi nâng cả đồng chuỗi đầy. Okay, match the words in the meaning. Okay, so you have to match the word from number 1 to 6 with A to F. Okay, so now let's see the answer all together. Number 1 goes to C, catastrophic, C of a great disaster. Number 2, erupt, explode. Okay, D, 3, ash. D, the gray powder that remains after something has burned. Disappear, F, can be seen or found. Destroy, B, damage. And the last one, seismology is the study of an earthquake. Okay, chẳng biết tầng ngon này kêu dân bàn đến cả bì xa bà đà môn. Xong khăn thân là tầng ngon này nào mình toàn plit nè lõi tế. Hai thằng này nhạc cụ rùm lật láng cứ còn là chọn đơn thả ta dư mình plit rưu ớt. Rưu có điều này chọn chạm bàn tầng ngon. Rưu có nè khá là chạm bàn khá là. Thế chẳng nhìn châu mê riêng thơm ấy. Xong lạc mê riêng thơm ấy thằng này kêu dân là riêng tạ tông chung mùi nâng writing. Xong nế, a biography cứ tạ tông mùi chìa vẹp bà vọt. Leonardo da Vinci khơi rụt quạt nơi kháng cao này tế. Ok, chẳng he was a painter, a sculptor, and an inventor. Chẳng quạt cứ chìa nẹ chìng cùng nụ phong, nẹ chả lạ rụt phong, hay có chìa nẹ bằng cả thơ mây phong đài. Birth and death dates. He was born on the 15th April 1452. Cứ quạt bàn cả nơi khổng chân nằm một bọn rồi hai sập bí khổng khai mê sát ngay tì đập prám. Hay quạt bàn slap the wing rồi có liê chạy sạc hạ bọt nâng cứ nơi thường ngày tì bí khai prám. Một bọn prám rồi đập prám bốn at the age of 67 years old. Chân quạt slap nơi khổng ngồi dụ quạt học sập prám bí chân em nế. Ok. Ok, chân su tha ta ý kê đa chì biography. What is a biography? So the answer is the life story of a person written by someone else. Chẳng cứ chia pro what chi vật rồi có rương ra chi vật ở bọn hồn nà mà nè đã sẽ xây đo nạp xây mùi vinh tiệt. Mình mẹn cứ dương khuôn anh nên sẽ xây bị khuôn anh tê. Ok, ưu thì hò, I wrote a biography of Leonardo da Vinci. Cứ nhông bàn sẽ xây chi vật ở bọn Leonardo da Vinci.
Chúng mình đừng dẫn cho mê riêng dương ở riêng biệt thông mình tích tớ. Painter, someone who paints picture. Chúng painter cứ chứ nhạc đài cụ cùng nụ. Sculptor, an artist who carves figures and models sculpture in wood, stone or metal. Chúng sculpture cứ được nhạc xôn rụ của nhạc chạy lạ rụ đà. Quạt ai chạy lạ chơ, thơm mò rụ có đài in chân tớ. Inventor, someone who invents or finds out something new. Quát cái gì nữa rồi khơi ngay thông mây mùi. Ok. Number 4, anatomy, the scientific study of the body and how its parts are arranged. Anatomy nâng cứ chỉ ca sắc xa và chia sẻ ông bị đoàn khuôn đà thơ mất ở đằng thà. Bộ viên nâng viên chọc khi nha dạng mà định đáy dùng máu chung mùi đoàn khuôn tại vì chọc dạng mạch chứng á nè. Ok, botany, the scientific study of plants. Cứ chỉ ca sắc xa và chia sẻ tại tôn chung mùi đoàn rô cả chiệt. Geometry, an area of mathematics related to the study of the relationships between points, lines, curves, and surfaces. Và này cứ tiện tôn chung mùi nâng ca sắc xa gần nật vi xìa để viết bẹp bọn chung mùi nâng chung nốt xài bằng tốt, xài cao hay có lớp tay y mùi chẳng tay. Ok, chẳng dừng một mơ ta tha cửa lại ní cho miên xâm nụ muối. Nên tặng ở khách đa score bì Leonardo da Vinci thế hay tại thọp lưu bì quạt bì môn màu tì. Và dân chỉ ở thọp lưu tế chỉ chờ xong ở dương mơ xâm nụ bầy ní. Hà thì tiết chơi nâng ai chỉ ở tập bọt muối, chơi nâng ai nói đáp. Hà dương nâng đơn thạc quạt chỉ nâng kế. Hai chăm dương tập lọc mơ ăn xâm ở trái xâm nụ ní vinh. Okay. What was Leonardo da Vinci's job? What did he paint? Why does Kate like him? Okay. Cái chân ở cái lại này cứ xong rồi tìm một cái số thật ta Leonardo da Vinci nâng quạt miên càng nghe chị ấy kể càng nghe bỏ quạt ấy kể. What did he paint? Ta quạt bán cô rụp ấy kể. Why does Kate like him? Hay đấy bán Kate nâng cho chất quạt. Ok chân chẳng mơ mơ ta Kate chỉ nạ kế Leonardo da Vinci nâng chỉ nạ kế hay quạt bán cô ấy kể là. Writing a biography. For me, the most interesting person in history was Leonardo da Vinci. He was a painter, a sculptor, and an inventor. He studied anatomy and botany, and he liked many other things too. He was born in Vinci, near Florence, on the 15th of April 1452. He didn't go to school, but he studied math, Latin, and geometry at home. When he was 14, he started work. He was very good at art, so he worked for a famous painter and learned techniques with him. Then he went to live in Milan in 1482, and from this time on, Leonardo painted his most famous works, for example, The Last Supper. He painted the Mona Lisa, probably the most famous painting in the world, in about 1505. It is in the Louvre Museum in Paris. I like Leonardo da Vinci because of his drawings. He was interested in math, science, and anatomy, and he drew people and bodies perfectly. He also drew inventions, for example, a flying machine similar to the modern helicopter. He was the typical Renaissance man. Kate, 12. Okay. Chẳng ở chờ xong bộ bài chi biết sao không ai chỉ sẵn khép cứ Kate gọt cứ chỉ không ai sẽ mình ảnh dụ đọc bí chân em gọt bàn sơ xe ông bí chi web ở quả rộp bỏ Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci gọt cứ chỉ nẹ cô cùng nú chị nè chả lạ rũ nâng có chị nè bằng cách thông mấy hai quát cứ chị không mình mà nè đại ọt bàn tờ riêng nâng là thế mình ta có riêng khuôn ảnh nếp tết tệ tôn có riêng đôi chị cần vị trí riêng phía xa Latin hay nâng ở geometry ca bí quạt dụ đọc buôn cho nám cứ quạt bàn thuộc ca chị tràn hay quạt bàn cô rụ quạt miên technique mẹp ca cô rụ chị tràn. Hai nơi bây giờ quạt tờ ruôn nơi không đi Milan
trong trang một bốn rồi nên cứ quạt bàn cù rụ lực thì mùi bỏ qua hai viên khá chỉ rụ đây là bởi trên kế là mình chung một tham The Last Supper phần tỏa mất quạt bàn cù rụ The Mona Lisa đã chỉ rụ lực với phía trên nhạc đặc ngọt kia bàn khờ nhé cứ rụ mình được sử dụng mình ở đây sau lần mà mơ dương đặc ngọt kia nữa ok chân rụ nó cứ miền nơi cả lại như ai nè cứ như Mona Lisa ok chân Mona Lisa nó chia rụt đại bản ở cù hai vía ở chia rụt đại là bởi trên kẻ bóng phận rồi phục lộ dưỡng nâng nơi khănông khănông chân nằm ở một bóng bạm rồi xôn bạm hay Leonardo Kate gọt bản màn chân nơi cả lại ní thà nè cứ quát cho chật Leonardo da Vinci đã xa tại quạt chìa chiên cùng nú đã xa tại chìa đã xa tại cùng nú rồi bỏ quạt chân vậy đã quạt bà cái nó cứ quạt bà cái cù khuôn mà nú đai mà nú ấy chân á để tại tôn chung mùi nóng đong khuôn hai quạt bàn bằng cách quạt bàn cù nơ vậy đã thăm mấy đã viết sự diễn chung mùi nâng cái tôm rồi rồi có dân hai thay helicopter xa mày dân thăm mấy nâng anh chân ở nít cứ chia ca sân khai tạ tôn cho mùi nâng tập bọt mùi nâng hệ chân dương mơ mớ ta dương trả lời xin nộp bàn đại tếp và tỏ bì dương đơn bị tập bọt nâng hỏi ok answer Leonardo da Vinci's job were a painter, a sculptor, and an inventor. He painted The Last Supper, The Mona Lisa, and many other famous painting in the about 1505. Okay. So everyone, I'm sorry for the spelling here. Chẳng cho xong tốt để tôn trong một cái này. Nó cứ painting, nó not painting. Chẳng bích thi nơi cả lại này mùi xong tốt. Kate, number three. Kate likes him because of his drawings such as people, body and inventions. Nghĩ chẳng như cái chấm lại để tôn trong mùi năng xong nổi tiếng bởi để cho xua môn cho anh ạ tập bọt nâng. Thì mình tỏ tiếp. Okay, language focus. Okay. Time prepositions okay គឺ ឈ្នាប់ សម្រាប់ប្រើ នៅ ពេល ដែល យើង ចង់ បង្ហាញ តាក់ទង ជាមួយ នឹង ពេល វេលា អញ្ចឹង អ្នក ទាំង អស់ គ្នា ត្រូវ រង ចាំ ថា ត្រូវ ចង់ ចាំ ថា ប្រើ preposition on at ឬ ក៏ in នឹង correctly ណា ជាមួយ នឹង ពេល វេលា យើង មក ឧទាហរណ៍ ខាង ក្រោម Leonardo was born on 15 April 1452 at 10:30 p.m. អញ្ចឹង គាត់ Leonardo nó cứ gọi bàn rồi làng máu nơi không thằng ngày thì đọc pram khai buôn cha một bom buôn rồi hà sập pí nơi máu là máu đắp cả là hai quạt Leonardo died in May 1519 ok chân 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 chạm nè như cái chữ tiêu hôm mua để dùng ai pra on nơi bên nè at nơi bên nè in nơi bên nè ok on dùng pra cho mùi nâng thằng ngày khai chân nằm at dùng pra cho mùi nâng máu hai đọc bị in nhưng prao cho mỗi khai hay nâng chân em đi và dân dân trong đặt ngay mà tiết nhưng prao on né? Ok ok ta practice 1 complete the rules with on, at or in ok we use what? We use again đè xâm rạp we use blah 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 before months and years we use blah 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 before times we use before days and days chân mình chờ prao hai bài hai chân nhận ngọt nhận toàn bài tế. Johnny, the answer. We use in before months and years. We use at before times. We use on before days and dates. Okay. Okay. Tao Yung Chong, my practice 2. Write a biography about an important person in history. Follow these steps. So step 1, plan. Choose a person you admire and make some notes. Who was he or she? What did he or she do? What were the important events in his or her life? Why do you like this person? Okay, chẳng cả như step 1 dừng plan sẵn. Một nhìn dừng sẽ xếp cái dừng add for mind map, add list down, remail, add to the sentence, cho là xung nổ nâng gọi bàn đây. Chẳng kê xuôi xung nổ và hai chữ mũi bị bay buồn. Okay, ta dừng nâng thật xây ông pin nâng kê, mà nẹ nâng chì nâng kê, ta gọi bàn thuở kê khá. Hay gọi bàn thuở đã xâm khăn ở dừng trong trang mặt đỏ lời nâng. Hay quát chìm được mấy bản dương cho chật quát ok chân này tặng ổ khăn này ạc mơ thì hôn này còn lại nghị bản dương mơ Kate's example mà thay dương mơ ca sở xe rồi bỏ Kate ok tìm mùi quát sở xe ông bí
Leonardo da Vinci. Tí pi, Leonardo da Vinci cứ chỉ nè đài là bay từ lời khang cùng nu khang ở chả rốt hay có quá chim nu đài bằng cách ấy thay cả pi sao mai quạt nâng nâng. Tí bay, his painting was famous around the world and since the past until now. Chứ mình thấy là bay tăng pi quạt nâng rùa là hôn một đò lời còn nơi ta là bay đài. Hay hát ấy bàn dương cho chất mà nè nâng khi chú chết Leonardo da Vinci để xa tại cùng nụ rồi bỏ quát hay nâng ca bằng ca thâm mây rồi bỏ quát ok chân nhà tầng ốc này à plan dần tới ta dương trong sẽ phim nâng nè kê dương rộng nâng mớ ta bị bộ bỏ tất xa màu chỉ đồn cho ta bỏ dương rồi có vẻ vẻ bỏ dương nâng không bỏ tế khám ai dương nâng ta nè nè kê đã chỉ nè đã lập bấy hay dương trong sẽ phim bộ quát ok step 2 write a first draft. Use your notes from step 1 and the biography on this page to help you. Okay. Chẳng mày nên tham mến chờ ao at the bottom mũi đại chỉ example. Bắt đầu máu này tặng ở khnía ban plan hào vậy ta. Chọn từ xe pin nhà kế hay ban trao sự nổi tiếng phần màn nữa được coi dương miền trong nội ép xin tiếc đại dương chọn đã trổ. Chẳng ngờ là dương chập nam sẽ xe priền hai dương pra note bị step 1 máu. Chúng mùi nâng ạ tập bọt đại trị trợ bàn an mà quên rồi bỏ cả nhà chung một khẹt nâng. Ở đồng bây chìa example xin mẹ bốn bốn tôi sẽ đọc luôn anh. Step 3, check. Chẳng nâng bây giờ dương tôi sẽ draft hỏi, tôi sẽ print hỏi. Dương check mơ mơ ta dương bàn bà time preposition on, in, at nâng. Trâm trời tự tam rule bỏ kê mạnh nâng ọt. Ok. Step 4. Tôi sẽ trong cái bài này thì dừng cài hỏi ở hai mươi grammar, mươi vocabulary, mươi time preposition. Tại dừng mình trong time ấy tiện ọt, bởi xin chỉ ở hai cái dừng tôi sẽ làm với ai sát. Hãy anh ấy chạm dụ ở chờ mươi tam cài, ok? Ok, chân homework cứ chia về để chờ bạn bởi dụ mình nâng. Xong rồi sẽ bị nửa nào mà nẹ chia chỉ là cái nạn chi vật bộ vật ở bên nào mà nhé, ai dùng cái thẻ quét cái chiêm nổi sòng khán ở nơi con ông bộ vật ta xa, mình chỉ nhìn miếng plan 1, 2, 3, 4, 5 step 1, 2, 3, 4, 5 nữa, đảm bây dùng ai chỉ tuần con ông ca rồi có chiêm thì sẽ không ca sạch sẽ, chứ ngày nay cái chiêm hôm bộ bộ ổn ổn, xong rồi nực nào mà nhé, để dùng xong sạch sẽ, hỏi sạch sẽ, mở tạm example nên có bàn đây, ok, ở con trang xem lại cái tôi sẽ nào từ lâu video mong đến không sắp đàn ní xong chân dương bàn bật đó thì mình chọc hai xong mà con này tặng ngọt nít đẹp bàn mơ video ní hai xong chung bố chân em thơm mây xong ở tiên và đa chân em thơm mây đàm thay ra sang là tặng ngọt nít ở chụp tài sắc đầy sốc nâng sốc sơ vật tập hiệp nâng xâm rạch bông đón group nít tặng ngọt xong rạch xa sốc hiệp hò chúc nít nơi sắp đàn cao anh chung nghiệp liền.